Em vừa rồi đã làm một clip giới thiệu cho các bác lô CD đây rồi. Còn đây là con súp Pioneer đã giới thiệu cho các bác rồi. Con súp này thì quá đẹp. Súp này cực kỳ đẹp, đèn nháy, đèn led rất là đẹp nhé. Hai bát súp phía sau. Con này giá 4 triệu 8. Còn sau đây tiếp theo đây là đến lô đàn. Em giới thiệu đến cho các bác lô đàn guitar điện. Đấy, đây là lô đàn guitar điện cho các bác đây. Lô đàn guitar điện này thì hàng bình dân có mà hàng cao cấp cũng có, tất cả đây đều là hàng bãi. Em bao tình trạng hoạt động cho các bác tốt hết, khỏi phải test nữa. Hàng ngày em vẫn test cho các bác rồi nhưng mà nó nhiều quá, em sẽ bao tình trạng hoạt động tốt cho bác. Em kiểm tra con nó câm lỗi em hủy không gửi hàng đâu, bên em bán hàng như vậy. Nên là đọc giá này, bác thích con nào thì bác cứ báo cho em, còn em sẽ test, có trách nhiệm test sống cắm điện thử ok hết cho bác mới chuyển hàng bác nhé. Nên mọi cái các bác yên tâm, khỏi phải lo là được nghe hay không nghe. Tất cả hàng bao hoạt động thì bác phải biết rồi, được chưa? Em sẽ báo số thứ tự và mức giá cho bác. Bắt đầu con số đầu tiên đây. Con này. Đây là con xem nào. Con số 1 giá 2 triệu 2. Tất cả hàng đều chưa dọn bác nhé. Này, bác về bác lau. Em lau này, lau nó sạch luôn. Chưa lau dọn gì cả. Đàn rất là nặng nhé. Rất là nặng luôn. Tay đàn cần đàn cực kỳ nặng, cần đàn gỗ sồi, được chưa? Gỗ sồi. Đấy. Con này như đã có bản test cho các bác rồi đấy. Bản test rồi, con này đánh hay lắm đấy. Con này cực kỳ hay đấy. Nói chung bản này con này có bản test rồi đấy. Con này hay hay đấy. Bởi vì hôm trước nhiều bác lại cứ, hôm trước em bảo em bán cho các bác về bác đổ đồng giá để các bác làm, nhưng mà nhiều bác cứ muốn test giới thiệu lại. Thì em giới thiệu bán từng con, bao sống cho bác đi. Số 1 2 triệu 2, được chưa? Đấy. Con số 2 này. Ở đây, tên đàn luôn nói cho các bác lên nhé. Đây tên đàn đấy, cần đàn rất là đẹp, được chưa? Sàn thì con số 2 này cũng vậy, con số 2 này cũng 2 triệu 2. Con này nó gọi là màu xanh rêu, màu xanh chứ không 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 sang đến màu tím đâu, gọi là màu xanh 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 tím ấy, dần xanh tím ấy. Đấy, con này xanh tím, cần đàn đây, tất cả cần đàn đây, còn đẹp lắm ạ, cần đàn đây, được chưa? Đấy, Mason đây, guitar điện nhé. Chỉ cần về cắm vào bộ dàn karaoke hoặc là loa kéo tỉa hát rất là hay rồi. Dòng này khỏi phải nói rồi. Con này là dòng đàn tay trái ạ. Con này đàn tay siêu nhá. Đàn đánh tay trái, có nghĩa là dùng cho những ai dùng tay trái ạ. Con này tay trái đấy ạ. Số 2, 2 triệu 2, tay trái. Con đàn số 3, 1 triệu 9. Con đàn số 3, 1 triệu 9. Con đàn số 3, 1 triệu 9 ạ. Những con này hầu như là cần đàn, chưa lõm cái gì, vẫn dùng bình thường hết. Đây, 1 triệu 9 ạ. Con đàn số 3, 1 triệu 9. Ok chưa? Đấy. Cần đàn đều gỗ xuôi hết. Sang đến con đàn số 4. Cũng 1 triệu 9. 1 triệu 9 hết. Cần đàn còn đẹp lắm. Đây. Model là SL350. Chưa, 1 triệu 9. Gỗ sồi tất. Chưa. Con số 4 1 triệu 9. Sang đến con số 5 giá 2 triệu 9. Con số 5 2 triệu 9 ạ. Con số 5 đấy. Giá 2 triệu 9. Nó đẹp chưa? Cần đàn đẹp chưa? Gỗ sồi vàng ươm. Được chưa? Đều con này đều được sơn piano hết. Đẹp keng nhé. Được sơn piano hết. Ok chưa? Sơn piano đẹp hết. Số 5 2 triệu 9. Con số 6 2 triệu 8. Này, có 4 volume chỉnh luôn nhé. 4 volume tinh chỉnh luôn. Số 6 2 triệu 8 đều sơn piano, sơn bóng luôn. Cần đàn vậy này. 2 triệu 8. Được chưa? Tất cả đều là sơn bóng. 2 triệu 8. Con số 4 này. Con số 5. Chết, con số 6 chứ. Con số 5 này 2 triệu 9 này. Con số 6 2 triệu 8 này. Con số 7 cũng 2 triệu 8. Con số 7 2 triệu 8. Con này còn có cả dây luôn. Dây. 2 triệu 8. Đấy. Tất cả những con này vệ sinh rất là sạch luôn, sạch đẹp luôn, cần đàn gỗ sồi hết.
Do đây là do bọc băng dính nhé, em bọc băng dính nó chỉ lâu là sạch. Sang đến số 7 là 2 triệu 8 này này đúng không? Sang đến số 8 2 triệu 6. 8 2 triệu 6, con này màu xanh. Con này có bị xước một tí đây, xước một tí đây. Xước những cái này các bác có thể về dán những cái tranh ấy, những bức tranh vào đây này. Dán những bức tranh vào đây là trang trí và là hết luôn, không có cái gì cả, bình thường thôi. Dán những bức tranh vào trang trí vào. Đấy, con này màu xanh. Số 8 2 triệu 6. Còn sang đến số 9 và số 10 này thì hai con này thì có cả túi luôn, hàng mới luôn ạ. Phải nói là hàng đẹp như mới luôn. Đẹp như mới, và hai con này thì nó rất là cao cấp. Đây này, hàng báo cáo các bác nó đẹp như mới luôn nhé. Đây. Đẹp như mới cho các bác luôn. Đẹp mới, em quay thật gần cho các bác này, đẹp mới từng nước luôn ạ. Và đặc biệt là con này nó có rất là nhiều chế độ chỉnh. Nó nhiều chế độ chỉnh lắm, nó rất nhiều cái giải chỉnh cho bác chơi chưa. Có cả túi luôn, số 9 3 triệu 9, gồm có đàn và tay sách của đàn luôn, túi sách luôn. Đấy. Con này thì gọi là đàn mới cũng được luôn chưa. Bác gọi là đàn mới cũng được. Đấy, cần đàn gỗ sồi quá đẹp rồi, tuyệt vời. Chắc là em nói luôn là đàn mới luôn các bạn, bác gọi là đàn mới đi cho em đi, chứ cần nói là đàn đàn bãi làm cái gì nữa. Đàn này đàn mới chứ cứ đừng nói đàn bãi, đúng chưa? Đàn này phải gọi là đàn y ta điện mới luôn, được chưa? Chứ bãi là cái gì nữa. 3 triệu 9 ạ. 3 triệu 9 đấy, công tắc nguồn này. Mẹ nhìn cái cần đàn nó như kiểu một bộ mixer. Sang con này 9 3 triệu 9, con số 10 này cũng 3 triệu 9 đấy, cho các bác nào phù hợp với cái màu. Bác thích màu xanh thì bác thích màu đỏ hay bóc đô tùy các bác. Con số 10 này cũng 3 triệu 9, màu xanh. Mới toanh. Đẹp keng. Chất lử luôn. Được chưa? Đấy. Phải nói là mới tinh luôn. Quai đeo còn đầy đủ, túi xách còn nguyên luôn, tất cả theo đàn hết. Đấy ạ, đấy là đối với lô đàn em vừa giới thiệu cho bác lô đàn này, được chưa? Đấy, ngoài ra thì thêm tí đây là dòng loa loa BK này cũng hết rồi các bác ạ, hết rồi, còn có hai ba đôi thôi. Pro thì cũng về thêm được mấy đôi nữa cho các bác thôi. Bác nào lấy thì cứ báo nhá. BK này hàng made in Japan xịn. 900W một đôi này, bát 25. Tất cả tép, màng loa tép, màng loa bát đều còn dập BK hết. Hàng xịn luôn, 900W một đôi. Đôi này giá 3 triệu 950 nghìn. Dòng này bao cho các bác hát hay, nghe nhạc hay. Xuống dưới là loa Pro Audio vậy này. Pro Audio bao cho bác hát hay, nghe nhạc hay. Con này củ loa Pro Audio này giống hệt với củ loa của BMB250V ạ. Em đã có clip khui hàng và so sánh cho bác rồi, không khác nhau một tí nào. Và em còn còn so sánh được luôn là con Pro Audio này còn hay hơn cả BMB250. Tại sao? Con 250 nó bị vát thùng, con này thùng đủ. Còn tất cả sản xuất giống hệt nhau. BMB Pro Audio em đã test, có bản test hát cho bác rồi, bác nào cần em gửi clip bản test hát cho. Được chưa? Còn là về đầu giải mã lại về tiếp cho các bác đây. Lại về chất đống cho nhà các bác đây. Ở đầu này là gọi là đầu giải mã dòng bình dân, các loại dòng bình dân cho các bác thôi. Báo cáo bác là đối với những dòng đồ giải mã này thì các bác nên dùng những chiếc này, bởi vì là nhiều bác là cứ mua những cái bộ chuyển đổi nó chỉ tầm 3 400 nghìn thôi, 400 nghìn, nhưng nghe nó kém lắm. Cái dòng này này các bác được mức giá của nó là 1,6 triệu là đọc được CDMD, còn đâu là 1,2 triệu CDMD giải mã là 1,6 triệu, còn ví dụ như là lỗi CD hoặc là lỗi MD, một trong hai thứ đấy mà chạy giải mã tốt thì là 1,2 triệu. Và báo cáo các bác là những cái món này này, những cái này các bác có thể dùng là 3 trong 1 hoặc 4 trong 1, nó có gì? CD, MD, giải mã. Đặc biệt là có công suất, nó có thể đánh được những đôi loa có công suất, tổng công suất lên đến 160W một đôi, được chưa? Và đặc biệt là trở kháng, công suất nó ra trở kháng từ 4 đến 16 ôm, nên hầu như loa nào nó cũng đánh. Hỗ trợ lời cho các bác rất là tốt. Ngoài ra thì vừa nghe nhạc trong gia đình, ngoài ra thì nó có thể làm giải mã đường chất lượng âm thanh xuống bộ nghe nhạc hoặc bộ karaoke nha bác, rất là hay. Dòng này thì được các bác đón nhận rất là nhiều, quá là nhiều luôn,
về bao nhiêu cũng hết. Thật mức giá đấy thì về bao nhiêu hết, tội gì chả mua bác. Nhớ nhiều hết. Đấy, thì các bác nào đã mua rồi thì các bác cứ tham khảo rồi tư vấn cho một số người xung quanh hộ em. Mức giá em báo rồi. Còn những cái loại mà MD không chạy, CD không chạy mà còn nguyên giải mã thì 1 triệu. 1 triệu thì gồm có giải mã này, chạy FM, AM này, có nghĩa cassette đấy. À không, không phải, radio. Rồi là công suất. Được chưa ạ? Nguyên cái công suất các bác mua cái âm ly công suất cũng đã khá tiền rồi chứ nói gì nó. Đấy. Trung bình nó chỉ triệu thôi, đến hơn 1 triệu một chiếc. Được chưa? Mà cho chất âm rất là hay. Ngoài ra các bác có thể đấu ghép các loa khác. Đấy. Rồi rồi, em chào các bác.